Hôm nay là ngày Chủ nhật, là ngày nghỉ. Mình nghe đồn có mấy cần thủ nổi tiếng đang hẹn hò nhau đến đây chinh phục ở một cái hồ câu. Hồ này rất hoang sơ các bạn ạ. Bây giờ mình ra ghi hình lại xem các cần thủ này họ tổ chức câu như thế nào. Từ xa mình đã nhìn thấy các cần thủ như đang chuẩn bị mồi câu hay sao ấy. Trên bờ mình thấy ba cần thủ. Một cần thủ bên này đang chuẩn bị một cái cần câu. Cần câu này nghe nói mua từ bên California. Là bằng nickel hay inox gì đó, 100%. Có lẽ nó khoảng độ trên 10 triệu Việt Nam đồng. Còn tính tiền đô thì mình chưa thạo lắm. Còn cần thủ giữa đang ngồi đợi. Cần thủ thứ ba áo vàng bên kia cũng chưa thích có cần câu. Mình xem các cần thủ tổ chức câu như thế nào. Từ từ đứng lâu quá, đứng lâu quá. Cứ từ từ thôi. Con này à, đúng cân rưỡi các bạn ạ. Đây cần thủ leo nhất tân nhá, cần thủ leo nhất tân hôm nay đã được con chấm cân rưỡi. Một cân 5 lạng đây. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Bây giờ ngày Chủ nhật các cần thủ thi thố, thì hôm nay cần thủ leo nhất tân đã lên được con cân rưỡi, còn lại những cái nhỏ thì khá nhiều.